Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York vào ngày 24 tháng 9, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine, luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ từ nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine dành cho Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam nêu quan ngại về tình hình xung đột hiện nay, kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tổng bí thư Chủ tịch nước tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc bao gồm tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan, tránh gây tổn thất cho thường dân. Việt Nam hoan nghênh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine tổng bí thư chủ tịch nước cảm ơn ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn sơ tán công dân việt nam tại ukraine và mong muốn chính quyền ukraine tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho công dân và doanh nghiệp việt nam đang sinh sống làm việc tại ukraine tổng thống ukraine đánh giá cao lập trường của việt nam đồng thời cảm ơn việt nam đã hỗ trợ nhân đạo cho ukraine ông zelensky mong muốn việt nam ủng hộ tuyên bố của hội nghị hòa bình lần thứ nhất tại thụy sĩ cũng như giúp ukraine trong việc ra phá bom mìn khắc phục hậu quả xung đột tổng thống zelensky khẳng định ukraine luôn bảo đảm an toàn cho cộng đồng người việt nam và đại sứ quán việt nam tại kiev Tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hoan nghênh EU đóng vai trò tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với các nước trong khu vực thông qua khuôn khổ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, trong đó ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc về mở cửa thị trường cho hàng hóa hai bên, bao gồm việc Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU. Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhất là tội phạm công nghệ cao, Chủ tịch EC khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của EU trong triển khai chiến lược hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đề nghị hai bên sớm nâng cấp quan hệ làm cơ sở thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Bà Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai hiệu quả các thỏa thuận cơ chế trao đổi hiện có để thúc đẩy hợp tác hai bên trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng gọi tắt là JETP, hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu. Trước đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Bulgaria Dimitar Tổng thống Phần Lan Alexander Sov và Thái tử Kuwait Sabat Al-Khalid Al-Sabat Thái tử Kiều Quyết nhất trí sẽ cùng Việt Nam phối hợp xử lý các vướng mắc tại Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, coi đây là dự án có ý nghĩa biểu tượng cho thành công của quan hệ song phương. Sáng ngày 22 tháng 9, theo giờ New York, tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Hồng Y Pietro Parolin. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam có chuyến công tác Mỹ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9. Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam Tòa thánh Vatican, nổi bật là đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội đã đi vào hoạt động trong năm 2024. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cảm ơn Giáo hoàng Francis đã thăm hỏi động viên nhân dân Việt Nam vượt qua hậu quả cơn bão số 3. Người đứng đầu đảng và nhà nước đánh giá cao và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của giáo hoàng Francis và thủ tướng Hồng Y Pietro Parolin dành cho Việt Nam. Ông đồng thời nhấn mạnh thời gian qua Việt Nam đã tạo thuận lợi cho các chuyến thăm mục vụ của đại diện thường trú hiện nay, đặc phái viên không thường trú trước đây. Tổng bí thư chủ tịch nước này bày tỏ trân trọng những sứ điệp, huấn từ, thư của các giáo hoàng tiền nhiệm và giáo hoàng Francis gửi cộng đồng công giáo Việt Nam trong đó nhấn mạnh tinh thần người công giáo tốt là người công dân tốt, khuyến khích giáo hội công giáo Việt Nam đóng góp vào đời sống quốc gia vì lợi ích của toàn thể dân tộc trên tinh thần đối thoại và hợp tác. Thủ tướng Vatican Hồng Y Pietro Parolin nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm trước đây. Ông khẳng định giáo hoàng công giáo Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trên tinh thần chân thành, trách nhiệm và tin cậy. Hai nhà lãnh đạo cho rằng việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cơ chế họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam và Vatican đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự tôn trọng hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Petro Padolin khẳng định đại diện thường trú của Tòa thánh tích cực hợp tác với Việt Nam. Ông cũng cho biết Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam Tòa thánh Vatican. Vào lúc 17 giờ 05 chiều 21 tháng 9 theo giờ địa phương, sáng 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế JF Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế JF Kennedy có đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và phái đoàn. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới và cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sau gần 50 năm, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc tiếp tục phát triển tích cực Ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường, Liên hợp quốc đã đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh đến phá bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế. Việt Nam tham gia ngày càng chủ động tích cực, đóng góp ngày càng thực chất sâu rộng cả về ý tưởng con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng đã và đang đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc luôn đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam và mong Việt Nam tiếp tục đóng vai trò ngày càng tích cực hơn nữa trên các lĩnh vực ưu tiên của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hợp tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn diễn ra sôi động ở tất cả các kênh, các cấp. Lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là xung lực quan trọng cho quan hệ hai nước. Trong 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 88 tỷ USD, tăng 22%. Hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Với những vấn đề còn khác biệt, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại trên tinh thần, thẳng thắn, xây dựng, và quan tâm đến các lợi ích chính đáng của nhau. Tại liên hợp quốc lần này, Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của liên hợp quốc đối với hòa bình, hợp tác phát triển trên thế giới. Đồng thời, Tổng bí thư chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu tại sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cũng như các cuộc tiếp xúc, làm việc với sự tham gia của các quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Đây là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế luôn đóng góp tích cực vào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới